Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay ra chúng ta đã chính thức bước sang tháng cuối cùng của năm nay rồi các bạn Chúng ta đã chính thức bước qua tháng 12 Ở Hoa Kỳ đó thì chỉ còn vài tiếng nữa thôi đã kết thúc tháng 11 rồi Mới đây thôi đó là chúng ta đã kết thúc một năm rồi Và nhìn lại đó là một năm đầy sôi động các bạn Và giá cả cũng đã rất sôi động từ năm tới bây giờ Các bạn đã thấy được là giá cả đã tăng hơn gấp đôi Và hôm nay đó giá Bitcoin các bạn thì được là ở mức là 38.000 đô Không khác gì nhiều, nhiều so với hôm qua Hồi sáng này đó thì giảm khoảng chừng vài trăm đô các bạn Nhưng mà bây giờ đã trở lại mức là 38.000 đô Tại vì chúng ta có rất nhiều những cái thông tin rất là bolus liên quan tới Bitcoin Spot ETF và thậm chí y từ ETF các bạn và chúng ta đã có một cái ước tính một cái ngày được đưa ra bởi Bloomberg là khi nào chúng ta mới thấy Bitcoin Spot ETF được chấp thuận các bạn chúng ta sẽ nói về thông tin này. Và chúng ta còn nhiều những tin tức khác nữa như là liên quan đến Colombia và những thông tin nổi bật khác tôi sẽ chia sẻ với các bạn cũng như là những người nào mà thích cái mà từ hôm qua tới bây giờ liên quan tới X tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn bây giờ đó thì tình hình ra sao những quảng cáo đó thì bây giờ như thế nào các bạn chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin mới ngày hôm nay về vấn đề đó đầu tiên hết chúng ta cũng thấy được là kết thúc hôm nay cũng rất là tốt cho thị trường chứng khoán tháng 11 đã kết thúc với chỉ số S&P 500 tăng 8.9% và Nasdaq đã tăng 10.7% cho bạn. Đây là một trong những cái tháng mà có cái sự tăng trưởng tốt nhất kể từ tháng 7 của năm ngoái và chúng ta đã thấy được là những chỉ số như là Dow Jones thì hiện bây giờ đang ở mức cao của năm 2023. Năm nay là một năm mà có rất nhiều cái sự hồi phục. Chúng ta nhìn thấy được là bước qua tháng 12 đó thì ngay bây giờ chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Nasdaq Futures thì đang điều chỉnh nhẹ chút xíu các bạn ở mức là âm 0.23 không phải nhiều lắm còn hai chỉ số còn lại đây thì không thay đổi nhiều hợp đồng của dầu đó thì không có gì đáng nói các bạn thấy được là mức vẫn là như chúng ta đã nhìn thấy được cả năm qua 75 đô 76 cent chúng ta thấy được là hợp đồng của vàng đó thì cũng không có thay đổi nhiều so với ngày hôm qua vẫn hơn 2.000 đô ở mức là 2041 còn về crypto đó chúng ta sẽ nói thêm chi tiết một lát nữa nhưng mà chúng ta thấy được là hôm nay cũng rất là tốt cho Ethereum đã gần 2.100 đô rồi các bạn. Chúng ta có Bitcoin hôm nay cũng đã hơn 38.000 đô tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Chúng ta vẫn xoay quanh cái mức là 38.000 đô. Cái áo thường mọi ngày hôm qua đó cũng chưa đủ sức để mà đẩy Bitcoin lên một tầng cao mới các bạn. Nhưng mà cái đó cũng không hẳn đâu. Bây giờ đó thường đã hiểu tại sao Bitcoin không qua được cửa ải 38.000 đô trong vòng bao nhiêu ngày qua các bạn. Tại vì gì họ đã thông báo là mua thêm 16.130 Bitcoin. Và cái số tiền họ chi ra là khoảng chừng 593 triệu đô la các bạn Cái mức trung bình họ mua là 36.785 đô <laughs> Các bạn thấy được là Michael strategy Mỗi lần mua xong đó, thì thị trường sẽ có sự điều chỉnh Cho nên đó có thể khả năng tại sao chúng ta thấy được là giá không qua được 38.000 đô Nhưng mà tính đến ngày 29 tháng 11 đó Nghĩa là tính đến ngày hôm qua Thì Michael Strategy hiện đang nắm giữ là 174.530 Bitcoin đáng giá lên tới là 5.28 tỷ đô la các bạn. 5.28 tỷ đô la. Các bạn cứ nghĩ đi, Bitcoin chỉ cần tăng 10% thôi đó thì họ đã có lãi là 10% của con số này rồi. Con số không hề nhỏ các bạn và các bạn đã biết là họ đã bắt đầu có lãi từ lúc mà giá Bitcoin là khoảng 29.000 đô tới bây giờ rồi. Và cái giá mua trung bình của họ tính luôn cái đợt mua gần đây đó là 30.252 đô cho mỗi Bitcoin và đây cũng là một dẫn chứng cho các bạn thấy được là kết quả của chung bình giá như thế nào cho dù là chúng ta thấy được là Michael Strategy đã chung bình giá ở mức rất là cao từ thời điểm là năm 2020 các bạn cho tới bây giờ và họ đã mua rất là nhiều có thể nói là hàng tỷ đô la ở những mức cao và những lúc mà thấp giống như, như năm ngoái đó họ cũng có mua nhưng mà các bạn thấy được là họ mua khoảng chừng là 50 triệu rồi 25 triệu chứ không phải là con số cao như vậy thì có thể nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao lúc mà giá thấp họ không mua tôi nghĩ là họ cũng muốn mua lắm nhưng mà các bạn đã biết là MicroStrategy đó khi mà họ thu mua thì họ cần phải kêu gọi vốn các bạn và có thể là những lúc như là năm ngoái đó khi mà mọi thứ chưa có rõ ràng và nhiều người lo lắng đó thì khó kêu gọi vốn hơn là bây giờ và gần đây với cái sự tăng trưởng giá và cái sự lạc quan nó có thể là dễ dàng hơn nhưng mà các bạn thấy là cho dù là họ mua rất nhiều ở những mức cao và họ mua ở mức thấp thì ít hơn nhưng mà giá trung bình của họ vẫn là khoảng 30.000 đô các bạn nghĩ là đang có lời hiện tại và khi mà giá đi xuống đó nhiều người chọc quê Michael Saylor các bạn nhưng mà trên căn bản những mà nào mà có lòng tin trong thị trường này đó thì cũng đã biết là sớm muộn gì giá cũng sẽ đạt đến mới và tiến xa hơn nữa, sớm muộn gì ra cái mức trung bình họ mua sẽ cực kỳ thấp các bạn. Một ngày nào đó giá Bitcoin sẽ không bao giờ quay trở lại 30.000 đô nữa, cũng giống như là khi Bitcoin rời khỏi 100 đô, khi Bitcoin rời khỏi 1.000 đô, khi Bitcoin rời khỏi mua ngàn đô, đô, sau đó đã không bao giờ quay trở lại nữa các bạn và sẽ có một ngày Bitcoin rời khỏi 30.000 đô và sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại. Thì sau này có thể là Michael Saylor sẽ là một trong những người mà đầu tư giỏi nhất trong cái thị trường tài chính các bạn sau này mới biết được hoặc là Michael Saylor sẽ trở thành người điên rồ nhất trong thị trường này nhưng mà thuận thì vẫn nghĩ là Michael Saylor sẽ là một trong những người mà cực kỳ giàu có ở trên thế giới này chúng ta không biết là Michael Saylor lưu trữ bao nhiêu thuận nhớ là cách đây khoảng chừng 2 năm đó đã lâu rồi Michael Saylor không có chia sẻ con số chính xác nhưng mà cách đây 2 năm đó thì thuận nhớ Michael Saylor chia sẻ lúc đó ông có khoảng chừng đâu đó 25.000 bitcoin và bây giờ có thể đã có nhiều hơn rồi nếu như mà ông tiếp tục tích lũy và chúng ta đã kết thúc tháng 11 các bạn November hay chúng ta còn gọi là Moonvember ở cái mức tăng trưởng là 8.81% các bạn đã biết là chúng ta có October tăng 28.52% Moonvember tăng 8.81% và December chúng ta không biết nó sẽ là Pumpsember tiếp tục tăng trưởng hay là chúng ta sẽ thấy một cái đầm Dumpsember các bạn khi mà hỏi các bạn trên mạng xã hội để đi refresh lại thì các bạn thấy được là hiện bây giờ đã có hơn 1.300 bạn bỏ phiếu và chúng ta đã thấy được là 42% nghĩ là sẽ có một cái pump samber còn 37% con số nhỏ hơn nghĩ là chúng ta sẽ có một cái dump samber các bạn nghĩ là giá sẽ điều chỉnh xuống còn lại thì không quan tâm tiếp tục trung bình giá và đương nhiên đây là điều mà Thuận rất là thích cho bạn tại vì Chúng ta không thể nào mà chỉ dựa vào tháng 12 là tăng hay là giảm ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư dài hạn. Các bạn đã nói ra đầu tư dài hạn rồi thì sẽ không có bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin ngắn hạn như thế này. Nhưng mà cũng là một cái gì đó cho cộng đồng vui vẻ một chút xíu các bạn. Chúng ta đã đến cái tháng cuối cùng của năm nay rồi và ở trên Twitter đó thì chúng ta thấy được là cái kết quả cũng tương tự. 41% nghĩ chúng ta có phần Samber, 33% nghĩ chúng ta có một cây đập Samber còn lại thì không quan tâm. Và nếu chúng ta nhìn vào lịch sử đó thì các bạn đã thấy được là năm nay là một cái năm mà có sự hồi phục và chúng ta đã biết là tháng 10 đó là một tháng mà khả năng rất cao là màu xanh dựa theo lịch sử và năm nay cũng không ngoại lệ cho nên mới gọi là October. Tháng 11, tháng 12 đó thì tùy theo là chúng ta đang ở năm nào trong chu kỳ và nhiều bạn nói là chúng ta giống như là năm 2020 Khi mà chúng ta nhìn vào tháng 10 đó thì lúc đó giá Bitcoin tăng 27% Tháng 11 tăng 42.95% và tháng 12 tăng 46.92% một năm rất là bolus các bạn Năm 2020 là năm mà có Bitcoin halving và cũng là năm có đại dịch các bạn nhưng mà thật ra nhìn kỹ lại đó Thuận lại thấy cái thời điểm bây giờ nó giống như những năm trước đó hơn các bạn Giống như chúng ta nói tới là năm 2016 đi Chúng ta nhìn thấy được là tháng 10 đó thì tăng 14.71% Tháng 11 đó thì tăng 542% Thì nó tự tự như là năm nay các bạn không phải là giống 100% Nhưng mà nó cũng đã có xu hướng đó Và năm 2016 đó thì các bạn đã biết là tháng 12 có sự tăng trưởng là 30.8% Hay là nhiều bạn nói là không đâu Nó tự như là năm 2015 hơn một năm trước khi mà có hà của thời điểm đó chúng ta đã biết là hai là năm 2016 rồi năm 2020 và đợt này đó là năm 2024 thì chúng ta sẽ thấy được là giá của Bitcoin đã tăng năm 2015 là 33% tháng 10, rồi 19% tháng 11 và tháng 12 cũng tăng nhưng mà ít hơn là khoảng 13%. Nếu như chúng ta lặp lại cho dù là năm 2015, 2016 hay là 2020, chúng ta hy vọng là như vậy. Nhưng mà cho dù là tháng 12 này chúng ta có một cái đợt điều chỉnh cho dù là điều chỉnh mạnh như là 20, 30% thì đáng lý đâu phần lớn của các bạn phải nên vui chứ, tại vì các bạn đã thấy được là đây là bài khảo sát đầu năm nay. Lúc đó giá Bitcoin là thường nhớ đâu đó khoảng chừng là 18.000 đô hay gì đó thì bố nói là cho dù năm nay giá dao động như thế nào, nếu Bitcoin kết thúc năm nay trong phạm vi là từ 25.000 cho đến 30.000, có nghĩa là nếu như mà Bitcoin bây giờ là 38.000 đó mà trong tháng 12 này giảm 30% chúng ta vẫn trong phạm vi từ 25 đến 30.000 thì bạn sẽ vui. Không vui hay là không quan tâm tiếp tục DCA thì phần lớn các bạn nói là sẽ vui các bạn Không biết bây giờ các bạn còn nghĩ vậy hay là không, các bạn hãy comment ở bên dưới Và Thuần có một cái bài viết được chia sẻ ngày hôm nay bởi team của Thuần Capital liên quan đến tâm lý đầu tư và chu kỳ Hôm nay đó thì có nhiều thông tin dày đặc cho nên Thuần sẽ không có thời gian để mà nói về bài viết đó Nhưng mà có thể trong video ngày mai Thuần sẽ chia sẻ hơn với các bạn về tâm lý đầu tư Tại sao mà những lúc mà ảm đạp nhất thì thường là những lúc mà nhiều bạn bỏ cuộc nhất và những lúc mà giá đã tăng quá cao rồi, nhiều người lại thích FOMO hơn. Chúng ta sẽ nói về đề tài đó trong một cái video gần đây, nhưng mà bây giờ đã thuận sẽ trở lại để tiếp tục chia sẻ với các bạn một số những tin tức lớn. Chúng ta hãy nhìn sơ qua thị trường Allcoin đó thì các bạn có thể nhìn thấy được là tổng số vốn hóa ngày hôm nay cũng có cái sự tăng trưởng các bạn 0.9% và vốn hóa đã hơn 1,5 nghìn tỷ và thị trường hôm nay phần lớn là một màu xanh như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Thông tin lớn ngày hôm nay đó thì chúng ta lại tiếp tục nhận được một số những cái thông tin liên quan tới SEC gặp riêng một số công ty các bạn. Chúng ta đã nhận được thông tin ngày hôm qua là SEC gặp riêng công ty BlackRock rồi gặp riêng công ty Arkinvest trong thời gian gần đây. Nhưng mà không phải là chỉ riêng những công ty đó các bạn. Chúng ta thấy được là SEC đã gặp riêng công ty Hasdex vào đầu tuần này ngày thứ hai có nghĩa là vào ngày 27 của tháng 11 các bạn. Điều này rất là quan trọng. Tại vì sao? Tại vì sau khi mà gặp công ty Hasdex, SEC đã ban cái lệnh trì hoãn đối với đơn đăng ký của họ ngay ngày hôm sau. Nghĩa là họ gặp Hasdex, họ nói chuyện xong rồi ngày hôm sau đó SEC nói là trì hoãn cho đến tháng 1 các bạn. Và đây là dấu hiệu cho thấy SEC đang nỗ lực làm việc với các nhà phát hành quỹ ETF Bitcoin về chi tiết kỹ thuật và hệ thống. Đó là thông tin đến từ Bloomberg và không chỉ ngưng ở đây đâu, chúng ta nhìn thấy được là chúng ta lại có thêm một thông tin nữa là không phải là Hashtag không phải là chỉ riêng ARK Invest hay là Rayscale mà SEC ngày hôm qua vừa gặp riêng công ty Rayscale Rayscale là công ty mà hiện bây giờ họ có cái quỹ Rayscale Bitcoin Trust Họ cũng đang chờ đợi để mà chuyển đổi thành quỹ Bitcoin Spot ETF Chúng ta đã nói tới rất nhiều rồi Và Rayscale là công ty mà đã thành công kiện SEC Để đẩy lùi SEC về việc là tùy tiện không cho họ chuyển quỹ đó thành Bitcoin Spot ETF thì ngày hôm qua đó đã gặp riêng SEC các bạn Thường Đức muốn biết là những cuộc gặp gỡ này như thế nào các bạn Nó có khó chịu hay không Và cái người gặp đó có phải là có chủ tịch Gary Janssen hay là không các bạn Tại vì chúng ta đã biết là những công ty này cũng đã ra tò về SEC à, Không biết là những người như là Michael Sonnenscheid CEO của RayScale đó Khi mà gặp SEC thì uh, cái phản ứng như thế nào các bạn <laughs> Thường Đức muốn biết nhưng mà nói chung đó, thì chúng ta vẫn thấy đây là những dấu hiệu của cái sự tiến triển. Và hôm nay đã trong một cái cuộc phỏng vấn thì James Safer của Bloomberg đã nói là cái cửa sổ để có một Bitcoin Spot ETF được thông qua đó là đâu đó khoảng chừng giữa ngày 5 tháng 1 cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2024. Nghe có vẻ như rất xa các bạn nhưng mà thật ra chỉ trong vòng 5 tuần nữa thôi chúng ta đã bước qua là ngày đầu tiên của tháng 12 rồi. Trong vòng 5 tuần nữa thôi chúng ta sẽ biết thật hư như thế nào. Tại sao ai cũng quan tâm đến tháng 1 các bạn? Tại vì đây là cái hạn chót để trả lời cái quỹ ARK Invest. Tuy chúng ta có một số quỹ tháng 3 nhưng mà các bạn đã biết là theo cái hoạt động đó vào đầu tháng 1 họ phải trả lời là chấp thuận hay là không chấp thuận cho quỹ ARK Invest. Họ không có cách nào họ ở đây nghĩa là SEC sẽ không có cách nào có thể trì hoãn tiếp tục nữa. Và nếu như mà họ từ chối thì sẽ từ chối hết. Tại vì phần lớn các đơn đều giống nhau các bạn hoặc là họ cho thông qua thì phần lớn sẽ được thông qua cho nên Bloomberg mới đưa ra cái ngày là từ ngày 5 cho đến ngày 10 năm 2024 tại vì đây là khoảng thời gian mà có thể tất cả đều được thông qua. Nếu như mà trước ngày 5 tháng 1 đây thì có thể là tối đa khoảng chừng là 9 cái được thông qua mà thôi chứ không phải là tổng cộng 13 cái. Cho nên chúng ta sẽ chờ đợi cho đến ngày 5 tháng 1 để biết cuối cùng thực hư như thế nào chúng ta sẽ không có phải là sẽ tiếp tục nói cho thông tin này đã liên tục cho đến qua năm sau rồi các bạn chúng ta sẽ biết vào đầu năm sau có Bitcoin ETF hay là không và rất nhiều người đã lên tiếng nói là rất nhiều những người đầu tư truyền thống mà đang chờ đợi một quỹ Bitcoin Spot ETF trong đó chúng ta có Anthony Saramucci người sáng lập ra Bridge Capital thì ông nói là khi ETF được thông qua đó thì với sự tham gia của các ông lớn như là Fidelity hay là BlackRock đó thì chỉ cần một phần trăm phân bổ từ hai công ty khổng lồ này để có thể chuyển hơn 110 tỷ đô la vào Bitcoin. Chúng ta cũng đã nói tới những cái tin tức, những cái dự đoán liên quan đến là khoảng bao nhiêu tiền sẽ đổ vào thị trường này. Tất cả chỉ là ước tính thôi các bạn. Chúng ta không biết được con số chính xác đâu và cũng không có quan trọng ngay những ngày đầu tiên đâu. Cuối cùng đó, thì Bitcoin Spot ETF như thường chia sẻ nó là một cánh cửa khi mà mọi thứ đã đến thời điểm Ai ai cũng muốn tích lũy Bitcoin đó Những cái lúc mà có cái sự tăng trưởng mạnh Mọi người đều hứng thú đó Thì cái cửa này sẽ là thêm một con đường Để dẫn tiền vào trong thị trường này Tiền mà chúng ta không có hiện tại Và khi mà chúng ta thấy là 110 tỷ đô la như được nói đến Bởi Anthony Saramucci Thật ra khi mà chúng ta nhìn vào vốn hóa của Bitcoin đó thì là 745 tỷ đô la Thì các bạn nghĩ đơn giản là 110 tỷ là 1 phần 7 số tiền này Thì có phải là Bitcoin sẽ tăng thêm 1 phần 7 này hay không? Thì không phải đâu các bạn, cái chúng ta đang nhìn đó chính là vốn hóa thường đã chia sẻ với các bạn Trước đây đó, vốn hóa đây chính là các bạn lấy những cái giao dịch Bitcoin gần đây ở mức giá bao nhiêu Nhưng cho bao nhiêu Bitcoin tổng cộng để có cái số tổng số vốn hóa này Chúng ta đang nói đến là cái số tiền các bạn, tiền thật sự đổ vào thị trường này cho nên 110 tỷ sẽ ảnh hưởng lớn hơn nhiều vào vốn hóa và giá cả của Bitcoin hơn các bạn nghĩ. Và con số này cũng là con số nó cũng cỡ đâu đó như là được Chứng đoán bởi CoinShare hay là con số được chẩn đoán bởi Galaxy Digital các bạn, cũng không có gì gọi là quá khác biệt. Và chúng ta cũng có thêm một công ty nữa các bạn, đó chính là Eric Elderman. À, đây là công ty chuyên về đầu tư và họ quản lý khoảng chừng là 250 tỷ và và họ nói là những cái người mà tư vấn đầu tư của công ty đó thì đang chờ đợi có Bitcoin Spot ETF và khi mà Bitcoin Spot ETF được thông qua rồi đó thì các bạn sẽ thấy được là những công ty từ phố War hay là công ty mình này các bạn thấy được là họ sẽ tranh đua nhau để mà quảng cáo bây giờ thật sự chúng ta đã bắt đầu thấy càng ngày càng nhiều quảng cáo rồi và thậm chí GBTC của Rayscale đã quảng cáo rất là nhiều ở những sân bay các bạn và quảng cáo ngày sẽ là càng nhiều liên quan tới Bitcoin tại vì sao? Tại vì họ sẽ tranh giành thị phần khi mà có Bitcoin Spot ETF rồi sẽ có rất là nhiều những cái người quản lý đầu tư họ sẽ đi thuyết phục người ta để mà đầu tư vào Bitcoin Cái độ quảng bá sẽ rất là mạnh Tại vì mọi người sẽ tranh giành thị phần những cái quỹ Bitcoin Spot ETF này để trên căn bản nó đều tương tự như nhau Cho nên nếu như mà tiền đã đổi vào một quỹ rồi thì sẽ không đổi vào quỹ khác nữa các bạn Cho nên đây sẽ là một trong những thị trường có sự cạnh tranh rất là lớn Càng nhiều quảng cáo thì đương nhiên càng tốt cho Bitcoin các bạn Càng nhiều quảng bá người ta càng biết đến Bitcoin nhiều hơn và chúng ta cũng có một cái thông tin cũng khá là bonus các bạn Chúng ta cũng đã biết là gần đây đó thì chúng ta thấy Samsung Mao cũng đi tới nhiều quốc gia Chúng ta vừa mới nói tới Samsung Mao liên quan đến quốc gia Suriname ngày hôm qua Hôm nay đó chúng ta thấy được là có một cái video được chia sẻ bởi tổng thống của Colombia Và người đứng kế bên chính là Samsung Mao Và tổng thống Colombia đã nói là Bitcoin và Crypto có thể hứa hẹn cho sự thịnh vượng cho người dân và Colombia sẽ mở một cuộc thử nghiệm. Thuận dùng Google dịch lại cái clip ngắn này nên có lẽ là gì các bạn? Hoặc là ông nói là go F yourself <laughs> cũng có thể. Nhưng Thuần uh, Thuận chỉ nghe được cái từ Bitcoin Crypto thôi. Nói giỡn với các bạn mà thôi để Thuận chia sẻ cái clip ngắn này. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nói thêm. estoy rodeado de estos amigos gurús del blockchain, por una parte de las Bitcoin, Están reunidos aquí en Bogotá en, en, y son expertos en todas las Américas en estos temas. Vamos a abrir unos campos de trabajo en la administración pública y en las comunidades populares, en las cooperativas de trabajo asociado, en la economía popular, para potenciarlas a través de estas nuevas tecnologías que indudablemente ya se abrieron paso en el mundo y tendrán desarrollos hacia el futuro. Chúng ta đã bắt đầu thấy làn sóng chấp nhận Bitcoin trong quốc gia rồi. Chúng ta bắt đầu từ El Salvador, một quốc gia nhỏ, không ai biết đến thời điểm đó các bạn. Bây giờ rất nhiều người biết đến El Salvador. À, chúng ta đã thấy gần đây liên quan tới Argentina, chúng ta nói tới quốc gia ngày hôm qua, đó chính là Suriname. Hôm nay chúng ta nói tới Colombia. Wow các bạn, mọi thứ tiến triển nhanh hơn là thuận suy nghĩ rất là nhiều Cũng giống như là khi chúng ta bắt đầu nói tới Full war, tham gia vào thị trường này Những công ty lớn đó thì nó cũng tới nhanh hơn là Thuần nghĩ rất nhiều Nhưng mà những thông tin Bullish không chỉ ngưng ở Bitcoin rồi các bạn Chúng ta cũng có một cái thông tin Thông tin này liên quan đến Ethereum Spot ETF Chúng ta đã biết là cách đây khoảng chừng 2 tuần đó Thì công ty Fidelity, một công ty rất lớn ở Hoa Kỳ Chuyên về đầu tư Họ đã tuyên bố là họ sẽ để đơn để có Ethereum Spot ETF Hôm nay họ đã chính thức nạp những cái thông tin cần thiết rồi các bạn Nghĩa là họ đã chính thức tham gia cuộc đua để có Ether Spot ETF Bắt đầu đồng hồ đếm ngược 240 ngày với SEC Bây giờ đó các bạn nên hiểu là chúng ta có tổng cộng là 7 đề xuất cho Ethereum Spot ETF Và mỗi đề xuất đó, thì SEC sẽ có thể trì hoãn lên tới 240 ngày Thì thông tin ngày hôm nay đó là Fidelity đã bắt đầu kích hoạt đồng hồ đếm ngược rồi À, chúng ta đã thấy là bây giờ đó thì còn hơi sớm khi nào mà chúng ta biết có Bitcoin Spot ETF được thông qua rồi đó thì Ether Spot ETF chỉ là sớm muộn mà thôi tại vì chúng ta đã có Ether Futures ETF hiện tại đang được giao dịch ở Hoa Kỳ rồi nghĩa là quỹ ETF dựa theo Futures nhưng mà cái chúng ta muốn đó chính là Spot ETF chứ không phải là Futures ETF các bạn và chúng ta cũng có rất nhiều người đưa ra những cái nhận định Thì một trong những người đó, đó được chia sẻ Đó chính là All Coin Daily các bạn Thì All Coin Daily đưa ra nhận định là dựa theo lịch sử Thì chúng ta có thể thấy Ether trong đợt tăng trưởng kế tiếp này lên tới 28.000 đô các bạn Ether bây giờ chỉ có 2.000 đô thôi 28.000 đô có nghĩa là nhân 14 lần Nhưng mà khả năng là Ether sẽ tăng trưởng tới khoảng chừng là 10.000 đô mà thôi dựa theo All Coin Daily một chuyện điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là trong cái đợt tăng trưởng này đó thì chúng ta thấy ít người đưa ra những cái chia sẻ liên quan đến là giá Bitcoin và Ether sẽ tăng tới mức nào dựa theo những cái tài liệu lịch sử các bạn. Tại vì năm 2021 đó thì phần lớn những ước tính đều bị lệch hết các bạn đã thấy được là rất nhiều người có lòng tin là chúng ta sẽ thấy Bitcoin sẽ lên tới 100.000 đô dựa theo nhiều mô hình như là Stock to Flow. Bản thân thuần cũng vậy các bạn nhưng mà cuối cùng thì Bitcoin thật sự cũng đã phá đỉnh cũ lập đỉnh mới và cũng tăng nhiều lần nhưng mà đã ngưng ở mức là 69.000 đô và không lên tiếp tục nữa tới 100.000 đô. Có nghĩa là chúng ta bị lệch khoảng chừng là 30.000 đô các bạn chỉ lên tới 69.000 đô mà thôi Ethereum đó thì chúng ta đã biết là rất nhiều người trong đó có thuận cũng có lòng tin là Ether sẽ tiếp tục tăng trưởng lên tới có thể là 6 đến 8.000 đô nhưng mà cuối cùng đó thì các bạn thấy được là Ethereum chỉ tới mức là 4.000 đô mà thôi cho nên rất nhiều những cái ước tính đã bị lệch và đợt này đó thì nhiều người họ cũng đã rút kinh nghiệm cho nên những cái dự đoán được chia sẻ liên quan tới giá cả đó thì nó có một cái độ gọi là an toàn hơn các bạn nó có một cái độ gọi là khiêm tốn hơn nếu chúng ta nói tới y tờ lên tới 10.000 đô đó thì không có gì là không thể hết các bạn trong đợt vừa rồi các bạn thấy được là Ethereum nó có thể tăng trưởng từ vài trăm đô lên thẳng tới mức là 4.000 mấy đô từ 4.000 mấy lên 10.000 đô đó thì sự tăng trưởng đó cũng khoảng dừng là hơn 2 lần mà thôi không gì không thể thuận thì có một cái suy nghĩ nó hơi táo bạo một chút các bạn Thuận thì nghĩ là tại vì quá nhiều người họ đưa ra dự đoán giá của cái đợt tăng trưởng năm 2021 dẫn đến là giá cuối cùng nó đã không có đạt được tới mức đó cho nên bây giờ đó thì mọi người đã khiêm tốn hơn nhiều vì lý do đó thì hoàn toàn có khả năng là giá có thể tăng một cách bất ngờ và còn cao hơn ước tính của nhiều người đưa ra giống như là chúng ta nói tới 10.000 Ethereum thì có thể là con số thực sự còn cao hơn nữa hay là chúng ta nói tới bây giờ rồi những cái công ty lớn họ đưa ra ước tính nhất khiêm tốn là Bitcoin đâu đó là khoảng 100.000 tới 120.000 trong cái đợt tăng trưởng này thì hoàn toàn Bitcoin có thể vượt qua khỏi cái mức đó hy vọng thuần không quá lạc quan nhưng mà dù sao đi nữa đó thì các bạn đã biết là chiến lược của Thuận thì vẫn tiếp tục chung mình giá và khi mà giá lên đó, thì chốt lời từ từ. Không ai biết định tới đâu và không ai biết đáy đâu các bạn. Thuận chỉ biết bản thân của mình mua ở những mức nào mà thôi và những mức nào mà Thuận cảm thấy là cần chốt lời để mà cân bằng lại dân đầu tư thì Thuận sẽ làm. Cái giá trên thị trường không quan trọng. Cái giá bạn mua nhiều mới là quan trọng. Đây là điều mà Thuận nghĩ là các bạn cần phải nên hiểu rõ. Tại vì nếu như một ai đó mua Bitcoin ở mức giá là 15 000 thì ở mức 30.000 họ đã có lời cũng giống như là một ai đó mua giá 60.000 sau đó Bitcoin lên tới 120 ngàn Cái phần lời của họ cũng giống như là một người mua 15 ngàn Và bán là 30 ngàn Nó hoàn toàn giống nhau Cho nên cái điều quan trọng Đó chính là cái giá các bạn đang mua ở đâu Chứ không phải là giá trên thị trường là bao nhiêu nhưng mà về Ethereum đó thì điều thú vị là JP Morgan JP Morgan là một trong những công ty mà cũng rất ủng hộ Ethereum Nhưng mà họ đã đưa ra một cái nhận định gần đây đó Họ nói là chúng ta thấy có cái sự trở lại của NFT và những cái dự án DeFi Thì bây giờ vẫn còn quá sớm để cho mọi người lạc quan Và trên căn bản đó thì nó cũng không có cái sự ảnh hưởng nhiều đến giá cả của Ethereum cái bạn đã biết là Ether là một trong những đồng mà nói chung đó thì không có tăng trưởng nhanh bằng Bitcoin trong vòng một năm qua các bạn thì đối với lại JP Morgan chúng ta cần phải tiếp tục thấy thêm nhiều sự tiến triển của Ethereum có nghĩa là chúng ta phải chờ đến cái cập nhật kế tiếp nhưng mà nếu chúng ta có Bitcoin Spot ETF rồi thì thuần nghĩ là cái thông điệp trong thời gian tới đây chính là cái thông điệp liên quan đến Ethereum ETF các bạn thông điệp đó sẽ tiếp tục đẩy giá tăng trưởng và chúng ta thấy được là câu chuyện đó thì đang được hình thành ở trên thị trường mới ban đầu đó khi mà chúng ta có cái thông tin liên quan tới CZ Binance thì các bạn thấy được là rất nhiều những bài báo rất nhiều những cái người dẫn chương trình đó, chia sẻ những thông tin rất đáng lo ngại và chia sẻ những thông tin nó mang cái tính chất bi quan các bạn nhất là những người nào mà không theo dõi sát thị trường này đó, sẽ cảm thấy thị trường này à, giống như đang sụp đổ gì đó nhưng mà chúng ta trong thị trường này hàng ngày chúng ta biết đó không phải là sự thật nhưng mà thường nó chia sẻ với các bạn đó là ban đầu mà thôi và từ từ khi nào mà chúng ta thấy chín rồi đó thì những người ở trên phố Wall họ sẽ từ từ thay đổi câu chuyện cũng giống như là họ đã thay đổi câu chuyện liên quan đến đào Bitcoin lãng phí quá nhiều năng lượng tới bây giờ câu chuyện là đào Bitcoin sử dụng nhiều năng lượng xanh các bạn Đào Bitcoin cũng là đào Bitcoin cũng sử dụng bao nhiêu đó năng lượng mà thôi nhưng mà câu chuyện đã thay đổi và các bạn thay đổi câu chuyện các bạn sẽ thay đổi cách nhìn của mọi người bây giờ đây thì chúng ta thấy được là đã có những bước đầu tiên như là chúng ta thấy là Coinbase rồi tới Mike Noble của Galaxy Digital thì nói là những gì xảy ra với lại Binance là tốt cho thị trường này dài hạn nó sẽ khiến cho thị trường này ngày lại càng minh bạch và trong sạch hơn và tuân thủ quy tắc hơn và điều đó sẽ khiến cho chúng ta sẽ có thêm nhiều nguồn tiền đi vào thị trường này và chúng ta cũng có một cái bài phỏng vấn ngày hôm nay à, có một trong những quan chức của cftc đó chính là tristan johnson tristan johnson là quỹ viên của cftc nghĩa là cái đơn vị mà quản lý hợp đồng tương lai và hàng hóa ở hoa kỳ thì nói là hiện bây giờ cftc và sec ban quản lý chứng khoán đó, thì đang dằn co ai sẽ là đơn vị để mà quản lý thị trường crypto này và hiện bây giờ đó, chúng ta vẫn chưa có luật đến từ quốc hội thì tới cuối cùng đó mọi người nên tin tưởng tòa án tòa án sẽ là nơi mà ra quyết định cái gì là chứng khoán, cái gì là hàng hóa. Nhưng mà đó sẽ là một cái cách làm nó tốn thời gian hơn. có nghĩa là CFTC sẽ dựa vào tòa án để từ từ giành lấy quyền quản lý thị trường này các bạn. Chúng ta còn một số những thông tin khác không rất nổi bật. Chúng ta hãy nói tới Argentina đi. Thì uh, chúng ta đã biết là Argentina đã có tổng thống mới. Thì chúng ta cũng có những người làm việc mới ở Argentina. Trong đó chúng ta có Diana Mondino từng bộ trưởng ngoại giao Argentina và hôm nay đó bà ta đã tuyên bố là Argentina dưới sự lãnh đạo của tân tổng thống Javier Milei đã quyết định là không tham gia vào khối BRICS thì cũng dễ hiểu thôi các bạn tại vì chúng ta đã biết là Javier Milei đã đưa ra một cái chiến lược là Argentina sẽ đóng cửa ngân hàng trung ương và sẽ chuyển qua sử dụng đồng đô la thì đương nhiên sẽ không có tham gia vào khối BRICS rồi cái này cũng không gì là quá bất ngờ khi mà Javier Milei đắc cử nhưng mà chúng ta vẫn đang chờ đợi xem coi được chính sách để mà chấp nhận Bitcoin ở Argentina sẽ ra sao. Và đương nhiên tôi không, không nghĩ là họ sẽ chấp nhận là tiền tệ hợp pháp giống như là El Salvador. Nhưng mà Harvey Milei là một trong những người mà ủng hộ Bitcoin, ủng hộ sự phát triển của Bitcoin trong quốc gia Argentina. Và đó là điều mà chúng ta quan tâm khi nào mà có thêm thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Chúng ta cũng có một cái thông tin Thông tin này đã liên quan tới một cái vụ hát các bạn để Thuận chia sẻ. Tại vì Thuận chia sẻ với mạng xã hội cách đây khoảng chừng là một tuần nhưng mà Thuận không có thời gian để mình chia sẻ trên những cái video. Thì đây là một cái vụ hát các bạn, một cái sự cố đáng tiếc xảy ra trên Kyber Network. Thì cách đây khoảng chừng là một tuần á, thì chúng ta thấy được là Kyber Network đã gặp sự cố nghiêm trọng khi mà mất tới gần 50 triệu đô la trong cuộc tấn công trên nhiều chuỗi blockchain khác nhau. Cuộc tấn công này đã tác động đến Kyber Network trên nhiều mạng bao gồm Magnet, Optimism, Polygon và Arbitrum. Kyber Network đã khuyến nghị người dùng Kyber Swap Elastic rút tiền của họ để phòng ngừa và cảnh báo tránh xa các link liên kết lừa đảo. Thì đã một tuần trôi qua rồi các bạn, hôm nay đây chúng ta lại nghe cái người hacker này lại lên tiếng Tại vì chúng ta đã thấy được là sau khi có cái vụ hack này xảy ra đó thì chúng ta đã có một cái tin liên quan tới Arkham Intel. Đây là một cái dự án chúng ta đã nói trước đây là Mac Joean á thì hiện bây giờ họ vẫn đang tìm kiếm và đưa ra giải thưởng cho bất cứ ai biết thông tin của người hack này. Thì chúng ta lại nhận được thông tin cái người hacker này ngày hôm nay đó thì đã gửi một lá thư tới các bạn, cũng khá là dài. Nói chung đó thì lá thư này nói là yêu cầu những người lãnh đạo của Cam Network chuyển nhượng toàn bộ quyền kiểm soát và giao tất cả tài sản liên quan đến mạng lưới Kyber trước ngày 10 tháng 12 các bạn. Và trong đây đã viết khá là nhiều, nói là nếu như mà đồng ý đầu hàng giao hết tất cả tài sản thì những người lãnh đạo sẽ được hưởng một cái số tiền cho nên không cần phải lo lắng còn những nhân viên thì sẽ được lương gấp đôi còn những người mà đang lưu trữ token của Kyber Network thì đừng lo lắng sẽ có sự tăng trưởng các bạn nói chung thì cũng hứa hẹn rất nhiều điều nhưng mà cái này nó cũng khá là thú vị tại vì đây là lần đầu tiên thường thấy một hacker nào đó khi mà lấy được tiền rồi đó thì một là họ trả lại rồi không truy cứu pháp lý nhưng mà họ được thưởng một số tiền lớn giống như trong trường hợp này có thể được thưởng tới 50 triệu lần các bạn hay là họ im lặng luôn và họ lấy số tiền đó và trốn đi đây là một trong những lần hiếm hoi chúng ta thấy được là hacker không những không trốn đi mà họ còn gửi thư tới để mà đòi hỏi thêm nữa <laughs> Chúng ta còn một thông tin Thông tin này đó thì tôi nghĩ là nhiều bạn quan tâm Tại vì chúng ta sử dụng nền tảng X Twitter rất là nhiều Chúng ta đã biết những gì xảy ra ngày hôm qua rồi Liên quan đến việc là Elon Musk đã nói gì Về những cái người mà quảng cáo trên nền tảng của Elon Musk Thì đối đầu với những cái sự kiện này đó Linda Yacarino Nghĩa là CEO của X các bạn Chúng ta đã biết là chủ của công ty là Elon Musk Nhưng mà CEO là Linda Yacarino Thì Linda Yacarino đã chia sẻ trên Twitter Hôm nay Elon đã có một cuộc phỏng vấn rất thẳng thắn <laughs> và nêu một quan điểm rõ ràng về vị trí của chúng tôi. X đang tạo ra một nền tảng cho sự độc lập về thông tin và khiến một số người cảm thấy không thoải mái. Chúng tôi là một nền tảng cho phép mọi người tự quyết định và đây là quan điểm của tôi khi tôi nói đến các tài trợ quảng cáo. X đang đứng ở một giao điểm độc đáo và tuyệt vời giữa tự do ngôn luận và truyền thông chính thống và cộng đồng X mạnh mẽ và sẵn sàng chào đón bạn. Cảm ơn các đối tác tin tưởng việc làm đầy ý nghĩa của chúng tôi. Nói chung là nói rất là nhiều nhưng mà cũng không có nói rõ quan điểm các bạn. Khả năng đó là đang quản lý thiệt hại và tình hình đang mất kiểm soát. Tại vì Elon Musk nói như vậy đó, thì đương nhiên sẽ khiến cho rất là nhiều những cái người quảng cáo trên nền tảng X sẽ không thích các bạn và có thể dẫn đến là nhiều quảng cáo hơn rời khỏi nữa. Và Linda lo sợ điều đó. Linda, có công việc rất là khó khăn các bạn ăn tiền của Elon Musk thật sự không có dễ đâu <laughs> nhưng mà có một điều thú vị đã xảy ra ngày hôm nay sau sự việc hôm qua đó thì uh, chúng ta đã thấy có rất nhiều người đứng lên ủng hộ uh, có rất nhiều người chỉ trích cũng có các bạn nhưng mà ủng hộ cũng có chúng ta có những người như là Grant Cardone cũng đã nói là sẽ quảng cáo trên nền tảng x để mà hỗ trợ Elon Musk chúng ta có Jesse Powell đây là ex ceo của sang Kraken thì cũng đã nói đây là lý do tại sao mà chúng ta nên có tỷ phú tại vì chúng ta thấy được là chỉ có những người tỷ phú họ không có thể dễ dàng bị lung lay bởi tiền thì lúc đó họ mới thể ra những quyết định sáng suốt được và chúng ta cũng đã thấy có một hiện tượng đó chính là rất nhiều người hàng ngàn người dùng đã hủy bỏ đăng ký Disney Plus sau khi mà Elon Musk nói với CEO Bob Iger của Disney là go f yourself ngày hôm qua các bạn vì đã dùng tiền quảng cáo trên X để mà uy hiếp Elon Musk thì có nhiều bạn nói là không hiểu dùng tiền quảng cáo để uy hiếp là gì có nghĩa là nếu như mà không có quản lý nội dung không có đăng nội dung hay là lọc nội dung theo một xứ nào đó thì họ sẽ không tiếp tục quảng cáo nữa đây là điều được nói tới bởi elon musk và chúng ta đã thấy được là ở trên google đó thì đang có rất nhiều người đang tìm kiếm từ khóa liên quan tới cancel disney và cancel hulu nói chung thì elon musk đã tạo ra một cái trend <laughs> mọi người bây giờ không phải là ủng hộ những công ty đó mà xoay qua cancel những công ty đó ủng hộ elon musk nhưng mà elon musk cũng đã nói rõ ngày hôm qua các bạn nói là nếu như mà tất cả những quảng cáo rời khỏi x thì đương nhiên công ty này đã sẽ không tiếp tục hoạt động được nữa tại vì công ty này đã có rất nhiều nhân viên các bạn và họ có chi phí rất là cao cho nên đương nhiên là cũng cần quảng cáo Nhưng mà nếu như mà những người quảng cáo dùng đó để mà uy hiếp đó, Thì Elon Musk sẽ cho cả thế giới biết sự thật là như thế nào Và tôi thấy là có nhiều bạn đó thì nghĩ Disney chỉ dành cho trẻ em mà thôi Thì nếu vậy đó thì bạn thật sự không hiểu nhiều về Disney Trẻ em nó chỉ là một phần của Disney thôi các bạn Phần còn lại là dành cho người lớn Bạn có biết là Disney là chủ sở hữu của hơn 200 thương hiệu Và là chủ của ABC Broadcast Network Disney Channel, ESPN là cái channel chuyên về thể thao các bạn rất là lớn, Freeform, FX và National Geographic và rất nhiều những công ty khác nữa các bạn. Họ cũng là chủ sở hữu của rất nhiều những cái thương hiệu các bạn và những công ty như là Hulu, chúng ta có Lucasfilm, chúng ta có Pixar và rất nhiều những thương hiệu lớn khác như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nói chung đó thì có thể nghĩ Disney là một đế chế tương tự như là Blackrock nhưng mà trong ngành giải trí các bạn và ngoài lời một chút nhưng mà chúng ta vừa nói tới disney thì bạn nghĩ mcdonald thực sự kinh doanh gì và tôi nghĩ là nhiều bạn cũng đã đoán được là McDonald kinh doanh bất động sản Thì có thể là nhiều bạn nghĩ mà McDonald đã được tạo ra bởi anh em Ronald McDonald Thì không phải đâu các bạn Ray Kroc là người mà đã gây dựng nên McDonald ngày hôm nay Trước đây McDonald chỉ là một cái tiệm bán shake thì các bạn nghĩa là bán nước kem để mà uống thôi Nhưng mà sau đó đó Ray Kroc đã chuyển thành một cái nơi để mà bán hamburger Nhưng mà đó không phải là lý do tại sao McDonald tồn tại và kiếm tiền đâu Trên cái bản McDonald là một công ty bất động sản có thể là nhiều bạn sẽ cảm thấy bất ngờ hay là không hiểu để thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn. Cái cách mà McDonald phát triển đó chính là người mà muốn có chi nhánh McDonald đó thì cần phải đưa một số tiền cho McDonald và rất là khó. Có thể là các bạn đã từng nghe nói đến là có người sở hữu những cái franchise, những cái chi nhánh liên quan tới Burger King, những chi nhánh liên quan tới Pizza Hut vân vân Nhưng mà các bạn lại hầu như không biết một ai sở hữu chi nhánh McDonald tại vì nó cực kỳ khó khăn cái này là cách đây rất lâu rồi các bạn à, có thể là các bạn đã thấy được là sau lưng thuận có một cái nón McDonald's cái nón này là thuận mua trên Amazon nhưng mà sự thật đó là thuận đã làm cho McDonald's lúc mà thuận mới qua Mỹ các bạn lúc mà thuận còn đi học đó từ lớp 9 tới lớp 11 làm khoảng 2 năm lúc đó là thuận nhớ năm 1998 các bạn <laughs> thuận đã qua Mỹ từ năm 1998 tới bây giờ thì lúc đó đó thuận làm việc cho McDonald's 2 năm thì cũng đã hiểu rõ hơn cái hoạt động của họ chút xíu các bạn nhưng mà trên căn bản đó nếu các bạn muốn trở thành một franchisee, có nghĩa là các bạn muốn trở thành một người mà có chi nhánh, các bạn lúc đó cần phải có tổng cộng là một triệu đô la đưa cho McDonald để mà phát triển các bạn và tài sản các bạn phải có là hơn 5 triệu, cái đó cách đây rất nhiều năm rồi, bây giờ là có thể là con số cần thiết nó cao hơn nhiều rồi và các bạn phải xếp hàng chờ đợi hàng năm đó có biết bao nhiêu người chờ đợi để có thể mở một McDonald's và khi các bạn mở một McDonald's rồi đó, thì các bạn không có thể lựa chọn McDonald's nằm ở đâu tại vì họ sẽ lựa chọn ở những nơi nào mà họ cảm thấy là hoạt động tốt và cách xa những McDonald's để các bạn có thể kiếm được lợi nhuận vì lý do đó, đó ở hoa kỳ những nơi khác thì không biết nhưng mà hoa kỳ đã thường đã từng nhìn thấy rất nhiều những cái chi nhánh liên quan tới hamburger như là chúng ta nói tới burger king hay là chúng ta nói tới những chi nhánh pizza hut thì bị phá sản các bạn tại vì họ không trả nổi cái chi phí mặt bằng và cái chi phí đem hoạt động cho nên họ đóng cửa như mày mcdonald's mà nếu nói là thấy một McDonald nào đó phá sản đó thì thường hầu như là không nghe nói tới các bạn và McDonald lấy tiền của người mà muốn mở franchise Khi họ sẽ lấy số tiền đó họ sẽ đi khảo sát xem coi là nơi nào có thể mở một McDonald được họ sẽ mua nguyên miếng đất luôn các bạn thường họ sẽ mua nguyên cái shopping plaza rồi họ xây dựng McDonald có nghĩa là đất đó thuộc về sở hữu của công ty McDonald's rồi sau đó họ sẽ giao cái chi nhánh đó cho các bạn quản lý và hàng năm nó không những là các bạn phải chia một phần lợi nhuận cho họ mà các bạn hàng tháng phải đóng tiền mướn nhà cho McDonald's các bạn mướn miếng đất đó cho McDonald's các bạn thấy là họ rất là khôn họ lấy tiền của người mà muốn mở franchise đi mua miếng đất đó xây McDonald's rồi các bạn phải mướn lại từ họ trong khi tiền được xây đó là tiền của các bạn mà cho nên đó là cách mà họ kiếm tiền chứ không phải là bán hamburger đâu hamburger chỉ là cái sự kinh doanh của những người franchisee, những người mà mở chi nhánh thôi chứ còn McDonald là một công ty chuyên về kinh doanh bất động sản và cho tới ngày hôm nay đó họ là một trong những công ty sở hữu nhiều bất động sản nhất trên thế giới các bạn. Những nơi mà cực kỳ đắt đỏ như là ở Nhật Bản Tokyo, ở New York Times Square đều có đất của McDonald hết. Để các bạn hiểu rõ hơn đó là nếu như chỉ tính cái tiền mướn từ những franchise như là cái tiền mướn đất thôi đó thì từ đầu năm tới bây giờ các bạn thấy được là có 7 tỷ 3 đô la tiền mướn từ những chủ của franchise phải trả cho McDonald's. Nó đại diện cho 63% của doanh thu từ những franchise đó. Có nghĩa là cái số tiền này còn nhiều hơn cả cái tiền mà họ chia lợi nhuận từ bán hamburger. Vì lý do đó McDonald họ kinh doanh bất động sản và cái thu nhập lớn nhất của họ đến từ bất động sản các bạn. Cái này nó hơi ngoài lời chút xíu nhưng mà tôi muốn chia sẻ đây các bạn thấy được là mọi thứ nó không như là các bạn nghĩ. Hồi đầu video đó chúng ta có nói tới Michael strategy các bạn thì chúng ta đã nói tới rất nhiều trên channel này rồi. Tại sao Michael strategy lại đi thu mua Bitcoin? Tại vì họ có lợi nhuận đến từ những nơi khác. Họ lợi nhuận của họ rất là nhiều đến từ cổ phiếu các bạn. Và lý do tại sao mà họ tiếp tục vay thêm được vốn để mà thu mua Bitcoin, tại vì lợi nhuận của họ ở bên chứng khoán đó không hề nhỏ và công ty Michael Strategy có rất nhiều lợi ích, nó không phải tính toán chỉ đơn giản từ cái số lượng Bitcoin họ lưu trữ đâu. Mọi người làm cái gì cũng không hoàn toàn đơn giản như các bạn nghĩ. Chứ không phải là những cổ đông của Michael Strategy đó hoàn toàn không có được bình thường cho nên mới đưa tiền cho Michael Say là làm gì làm đâu các bạn họ có lợi rất nhiều cho nên họ mới đưa tiền để Michael Saylor tiếp tục thu mua Bitcoin. Chúng ta còn uh, hai thông tin nữa các bạn nó cũng không liên quan trực tiếp đến crypto nhưng mà nào quan tâm thì uh, hôm nay cuối cùng chúng ta cũng đã thấy là cái Cybertruck đã chính thức có giá rồi và giá thực sự thì nó cũng cao hơn thường tưởng các bạn. Các bạn đã thấy là giá của chiếc CyberTruck bình thường nó là 60.990 đô. Cái này là bắt đầu thôi các bạn. Khi các bạn mua xe Tesla đây thì các bạn sẽ cộng vào giống như các bạn muốn chế độ tự lái thì phải là thêm mười mấy ngàn, các bạn muốn cái bánh nó lớn hơn thì phải thêm tiền, vân vân. Các bạn thấy được là cái hạng trung đó là 79.990 đô, có nghĩa là khoảng 80.000 đô và cái mắc nhất đó là khoảng 100.000 đô. Thì 100.000 đô này là cũng gần bằng chiếc Tesla Model S Plus các bạn. Các bạn có đã biết là thuận lái chiếc Tesla Model S Black thì nó cao hơn giá này chút xíu nhưng mà các bạn thấy được là CyberTruck mới đầu là một chiếc xe mà thuận nhớ họ nói là đâu đó khoảng chừng 40.000 đô mà thôi không ngờ bây giờ lại mắc như vậy. Và cho những người nào mà quan tâm đó, thì Open AI sẽ có một cái tender offer. Tender offer này đó có nghĩa là những người bên trong giống như là những nhân viên mà họ đang lưu trữ cổ phần của Open AI thì họ có thời gian này để mà bán cổ phần đó cho những nhà đầu tư bên ngoài. Cái này gọi là tender offer. Và các bạn thấy được là cái tender offer này đó sẽ đánh giá OpenAI ở mức là 86 tỷ đô la và sau khi mà Sam mình đã trở về OpenAI rồi đó, như là ChatGPT các bạn thì chúng ta đã biết là bây giờ đã Microsoft đã giành được một chiếc ghế ở hội đồng quản trị. Tuy là chiếc ghế này là không thể bỏ phiếu, nhưng mà các bạn nên nhớ là Microsoft hiện bây giờ vẫn là cổ đông cực lớn của OpenAI họ lưu trữ 49% cổ phần hiện tại và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bybit OKX, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Nhưng bữa nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn